Kính thưa quý vị, chúng tôi là Phan Quang Trọng từ chương trình Diễn đàn Chính luận. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một vị khách đặc biệt là đạo diễn Thanh Tâm đến từ Canada. Thưa quý vị, cô Thanh Tâm được nhiều người Việt tại hải ngoại biết đến từ năm 2014 và là giám đốc điều hành của SBTN Canada và cũng là người sáng lập Vô Media năm 2014. Và từ năm 2017 thì cô Thanh Tâm đồng sáng lập và làm giám đốc điều hành chương trình Việt Live TV, là một trong những chương trình truyền thông được đánh giá là có thành công nhất của người Việt tại hải ngoại trên mạng xã hội, vì đã được hàng triệu người Việt tại khắp nơi trên thế giới theo dõi với khoảng 1 triệu subscriber. Và thưa quý vị, đến năm 2018 thì cô Thanh Tâm có tham gia một cái chương trình đào tạo sản xuất phim điện ảnh của Toronto Film School và tốt nghiệp với phim ngắn là phim Bông Hồng Của Mẹ, đã được rất nhiều giải thưởng trong cái liên hoan phim quốc tế. Rồi Thanh Tâm lại tiếp tục viết kịch bản và là đạo diễn cái phim kế tiếp là phim Bóng Quá Khứ, và gần đây phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 Năm của cô Thanh Tâm vừa được trình chiếu tại nhiều nơi tại Canada và Bắc Mỹ. Và hôm nay chúng tôi được hân hạnh để tìm hiểu thêm về bộ phim Thuyền Nhân này. Xin thân chào Thanh Tâm ạ. Dạ, xin mến chào anh Trọng và Thanh Tâm, xin kính chào toàn thể quý vị đang xem chương trình SP10 trong diễn đàn chính luận. Vâng, thưa cô Thanh Tâm và thưa quý vị, tháng 4 năm nay là đánh dấu 49 năm ngày mất miền Nam sau 20 năm chiến đấu anh dũng của quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trước cái sự xâm lăng của Cộng sản miền Bắc, rồi với sự trợ giúp của cả khối Cộng sản quốc tế. Thì thưa quý vị, 49 năm trước, toàn lãnh thổ Việt Nam bị rơi vào sự thống trị của người Cộng sản, và kể từ đó thì hàng triệu người dân Việt Nam đã phải bỏ xứ ra đi và bắt đầu là cái làn sóng vượt biên gian nan hiểm nghèo của hàng triệu thuyền nhân, bộ nhân, đã làm rúng động lương tâm của thế giới. Thưa quý vị, từ cái góc nhìn của nhà làm phim là chúng tôi thiết nghĩ đây là một cái đề tài rất là gai góc và khó khăn, thì không hiểu là vì cái ý tưởng ban đầu là gì đã thôi thúc Thanh Tâm làm cái bộ phim về thuyền nhân. Xin mời Thanh Tâm. Dạ thưa anh Trọng, thì cái lý do đầu tiên là bởi vì em có đứa con gái, thì lúc đó bé đó còn nhỏ lắm, khoảng chừng 8-9 tuổi gì đó. Thì một ngày hôm đó bé mới về nhà và hỏi em là bé có một cái bài homework về nhà làm và hỏi về nguồn gốc của ông bà cha mẹ của mình. Thì lúc đó em mới giải thích cho cháu hiểu đó là ba của cháu là một người thuyền nhân. Thì cháu cũng rất là giống như là một cái thế giới khác, không có hiểu gì hết. Thì em nghĩ là chắc đây cũng là cái câu chuyện mà cho nhiều gia đình cũng đều đều đã gặp phải. Và cháu còn nói là muốn tìm cái lá cờ của Việt Nam, và cháu lên mạng tìm thì đó là một cái cờ đỏ sao vàng. Thì em giải thích đây không phải là cái lá cờ đại diện cho cái người Việt tị nạn của chúng ta. Thì đó là lý do tại sao mà em thực hiện phim Bóng Quá Khứ. Và cái bóng quá khứ này em nghĩ là nó cũng chỉ có vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ thôi, nó cũng chưa có đủ. Và sau cái tour đi chiếu bóng thế giới ở khắp nơi trên thế giới đó, thì em nhận thấy là người ta vẫn còn muốn biết thêm về cái đề tài này. Và cái cơ may đã đến khi mà đài truyền hình đa sắc tộc ECG mời em trong cái vai trò là sản xuất phim Hành Trình 50 Năm Thuyền Nhân. Thì lúc mà em được mời vào để mà phỏng vấn đó, thì em có hỏi là ai sẽ là cái người đạo diễn cái phim tài liệu này. Thì họ nói là họ vẫn đang cân nhắc cái người đạo diễn. Thì sau khi em cho họ xem cái phim Bóng Quá Khứ thì họ đã mời em trong cái vai trò là đạo diễn và đồng sản xuất cái phim này luôn. Thì đó, em nghĩ đây là một cái cơ may và em đã nhận lời để mà thực hiện cuốn phim này, bởi vì em nghĩ cuốn phim này nó có ý nghĩa đánh dấu là 50 năm của người Việt tị nạn Cộng sản. Và em nghĩ là rất là nhiều những người Canada, những người Mỹ, người Úc hay là những người châu Âu, cũng như là những người thuyền nhân thế hệ những người thuyền nhân họ muốn ôn lại cái kỷ niệm của mình, cũng như là những người thế hệ sau họ biết được cái lịch sử của ông bà cha mẹ của mình. Thì đó là lý do tại sao mà em thực hiện cái phim này. Vâng, thưa quý vị và thưa cô Thanh Tâm, như vậy đó, đây là một cuốn phim do chính Thanh Tâm được mời làm đạo diễn, do Ethnic Channel Group, và chúng tôi được biết đây cũng có một sự tài trợ một phần của chính phủ Canada, và để ghi lại cái câu chuyện thật từ chính những nhân chứng sống và những người có cái nguồn gốc tị nạn sống tại Canada.
Và đây là những cái câu chuyện đau thương được kể trong cái hơn 49 phút. Thì có thể nói khởi đi từ một cái dự án làm phim tài liệu về người tị nạn Canada gốc Việt do Đại ECC giao phó. Thì đây là một cái đề tài quá lớn kéo dài cả một phần tư thế kỷ. Thì chúng tôi nghĩ là Thanh Tâm có lẽ cũng phải trải qua cái quá trình tìm hiểu rồi chọn lựa để đưa ra một cái cách diễn đạt nào hiệu quả nhất cho bộ phim. Xin Thanh Tâm chia sẻ cái quá trình tìm hiểu đó. Xin mời Thanh Tâm. Dạ thưa anh, cái quá trình này nó cũng kéo dài rất là lâu, nó khoảng gần 2 năm. Trong cái thời gian mà em đi chiếu phim bóng quá khứ đó thì em còn phải bận rộn để mà lo cái dự án này nữa. Thì cái lúc này là cái lúc mà em phải viết một cái giống như là một cái dự án gửi lên cho chính phủ Canada để mình xin cái phần tài trợ đó. Và em đã phải gặp những cái người mà em muốn phỏng vấn và để tìm hiểu cái câu chuyện của họ để làm sao mình có thể nối kết lại những câu chuyện của thuyền nhân. Thì chính phủ Canada họ chỉ yêu cầu mình phỏng vấn 4-5 gia đình thôi. Nhưng mà đối với em là một cái người làm phim và đối với em là một cái người mà thế hệ sau muốn tìm hiểu về cái lịch sử cộng đồng người tị nạn của mình thì em nghĩ là 4-5 gia đình nó sẽ không đủ để mình kể cuốn cái câu chuyện này. Bởi vì như là anh nói khi nãy là nó là một cái hành trình rất là dài, kéo dài 50 năm và đây là một cái nỗi đau chung của rất nhiều thuyền nhân cho nên là chúng ta sẽ không hạn chế ở trong vòng 4-5 gia đình. Và đó cũng là lý do tại sao mà em đã đi về những cái trại tị nạn để mình tìm hiểu, dành thời gian để mà mình đi để mình tìm hiểu, bởi vì em nghĩ khi mà mình không có đến tận nơi, mình không có đi viếng những cái ngôi mộ đó, mình sẽ không có cái cảm xúc để mà mình làm phim. Đó là lý do tại sao mà em đã dành gần 3 tuần lễ để mà đi về các trại tị nạn Đông Nam Á, đi quay lại những cái di tích ngày xưa để mà mình tìm hiểu cái cảm xúc của những người thuyền nhân, những người đã chết hoặc là những cái người đã sống còn sống là họ muốn kể cái câu chuyện gì. Thì trong cái quá trình này đó, em phải đặt mình vào cái tâm trạng là cái người thuyền nhân họ đã may mắn được đến được bên bờ tự do đó, họ muốn thế giới biết cái câu chuyện của họ như thế nào, hay là cái người thuyền nhân đã chết họ muốn mình phải nói gì giùm cho họ, họ muốn kể câu chuyện của mình như thế nào. Và em cũng đặt mình vào tâm trạng của những người ân nhân ngày xưa khi mà họ giúp những người thuyền nhân, lý do tại sao họ giúp họ những người này mặc dù là chúng họ không có cùng màu da cùng tiếng nói. Hoặc là em muốn là chính phủ Canada là cái trong cái vai trò khi mà họ họ cho mình cái funding đó thì họ muốn mình nói cái gì trong cái phim này. Thì đó là lý do là trong cái khoảng thời gian mà gần cái khi mà em chuẩn bị viết cái dự án đó thì em đã phải có những cái câu em phải phỏng vấn những cái người thuyền nhân trước, mình chọn lọc những câu chuyện để mình đưa lên phim. Và mình phải hoàn tất cái dự án để gửi cho chính phủ và họ lúc đó họ mới cho phép mình là có thực hiện được cái phim này hay không và họ có cung cấp cái tiền để mà mình làm hay không. Vâng, với một cái chắc chắn là cái số kinh phí mà làm cho một cuốn phim như thế này nó phải nói là nó rất là to lớn, nhưng mà không biết là chính phủ Canada đánh giá cái thành quả này thế nào khi mà nhìn cái tài liệu mà Thanh Tâm đưa ra để đưa ra một cái dự án để làm phim này. Dạ thưa anh, thì cũng rất là may mắn khi mà em nộp cái hồ sơ vào đó thì nó họ approve rất là nhanh, không có đòi hỏi gì thêm nữa. Và em nghĩ là khi mà mình gửi vào chính phủ đó thì mình cũng phải né tránh cái điều mà mình muốn nói về chính trị nhiều quá. Nhưng mà khi mà mình thực hiện phim đó thì mình sẽ kể khác. Thì khi mà nhận được cái bản rock cut để gửi cho chính phủ thì họ đã duyệt. Và họ không có đặt câu hỏi gì gì khác. Và khi mà gửi cho chính phủ thì em chỉ gửi 60 phút thôi. Cái phần nào là để mà mình né tránh, bởi vì anh biết là chính phủ Canada và chính phủ Việt Nam họ có bàn giao với nhau. Cho nên nếu mà mình nói sâu về chính trị quá đó thì mình cũng sẽ khó khăn. Rồi cái phim mà phần mà em đi chiếu cho đồng hương xem á thì nó là dài 1 tiếng 45 phút, là cái phần mà em làm thêm và em đầu tư kinh phí thêm để thực hiện được cái phim này, bởi vì em nghĩ là 60 phút sẽ không đủ để chúng ta có thể kể hết một cái hành trình dài như vậy suốt gần nửa thế kỷ. Vâng. Như vậy là cuốn phim đó gần như là gấp đôi đi cái dự định ngay từ ban đầu. Và đây là cái bộ phim tài liệu dựa trên những tài liệu chắc chắn là Thanh Tâm và cái ekip làm phim đã kiểm chứng, và đặc biệt là những cái cuộc phỏng vấn nhân chứng. Thì ngoài cái mục đích mà thực hiện cái chủ đích mà đài truyền hình ECC hoặc là chính phủ Canada đưa ra đó, và những cái cố gắng của Thanh Tâm là muốn đi lại để xem là
nếu mà những người thuyền nhân này đã sống hoặc đã chết muốn đưa ra cái thông điệp nào, thì ngoài những cái việc mà những cái thông điệp mà Thanh Tâm vừa trình bày đó, có những cái thông điệp nào đặc biệt khác khi mà Thanh Tâm làm cái bộ phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 Năm này? Dạ thưa anh, có một cái thông điệp mà em muốn gửi cho những người Canada, đó là cảm ơn cái sự nhân đạo của họ đã cưu mang thuyền nhân. Và cái thông điệp thứ nhì nữa đó là em muốn nói đến, đối nói với những cái người mà thế hệ sau á, là mình trân quý cái sự tự do. Bởi vì như là quý vị thấy là những cái thế hệ sau khi mà họ sanh ra ở hải ngoại này thì họ đã có sẵn cái tự do rồi. Thì nó rất là dễ dàng, khi mà chúng ta có cái điều gì dễ dàng đó thì nhiều khi chúng ta sẽ take it for granted. Thì cái thông điệp mà ông gửi đến là chúng ta, cái tự do có nhiều người phải đánh đổi cả mạng sống của mình mới có được, cho nên là chúng ta phải trân quý cái điều đó. Vâng, và những người tị nạn Việt Nam năm xưa như là chính cá nhân của chúng tôi, hoặc là ngay cả Thanh Tâm, hoặc là những người mà đang xem bộ phim, chúng ta là những người đã góp phần vào cái việc xây dựng nên cái cộng đồng người Việt tự do trên khắp thế giới. Thì cái việc mà biết ơn những cái người mà đã cưu mang chúng ta là cái việc chúng ta cần phải làm khi mà nhìn lại cái hành trình 50 năm đó. Nhưng mà cái thông điệp về thế hệ cho thế hệ thứ hai và thứ ba và con cháu của người Việt của chúng ta đang sống tại nước ngoài, phải nói đây là một cái thông điệp rất là giá trị, và chúng tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến của Thanh Tâm trong bộ phim. Tôi cá nhân thì chưa được xem phim này, thưa cô Thanh Tâm, chỉ được đọc bình luận rồi xem trailer, thì có thể nói không biết có đúng không hay không, đây là một cái phim mà tiếng Anh gọi là docu drama, nó tạm gọi là documentary drama, tức là kết nối và trưng dẫn cái tài liệu thật và có thể đóng lại nhiều cái cảnh dựa trên kinh nghiệm thật. Thì nó đòi hỏi người đạo diễn phải có khả năng trưng dẫn một cái sự thật lịch sử, chứ không phải là một cái phim hư cấu, phải không ạ? Thì xin Thanh Tâm có thể chia sẻ những khó khăn của Thanh Tâm và đoàn làm phim, ngoài cái khó khăn về kinh phí, những cái khó khăn về kỹ thuật nó như thế nào. Xin mời Thanh Tâm. Dạ thưa anh, khi mà mình làm một cuốn phim tài liệu mà như anh nói là docudrama hoặc là mình gọi là in act phim tài liệu đó, thì nó đòi hỏi một cái sự là mình phải viết kịch bản nữa cho cái phim nữa. Có nghĩa là mình phải dựa trên cái lời kể của người nhân chứng và mình dựng lên một cái kịch bản, và mình phải tìm những diễn viên để mà đóng lại những kịch bản này, thì cái kinh phí nó rất là cao. Và em còn nhớ là cái đoàn làm phim phải, em phải đi Thái Lan đến 3 lần để mà có thể thực hiện những có thể quay những cái cảnh này, bởi vì mình phải đi tìm địa điểm, rồi mình phải đi tìm diễn viên, rồi mình nó mất rất là nhiều thời gian thưa anh. Nếu như mà mình chỉ làm một cuốn phim tài liệu là phỏng vấn một cái người nhân chứng rồi mình lồng những cái hình ảnh, một số hình ảnh vô đó, thì nó rất là dễ dàng và cho em, và nó sẽ không có tốn nhiều kinh phí như vậy. Nhưng mà đối với một cuốn phim mà mình dựng lại những cái hình ảnh đó thì nó tốn kém rất là nhiều. Và em còn nhớ là khó khăn thì nhiều vô số kể, mình không có nói được, kể hết được. Em còn nhớ là khi mà đi quay những cái trại tị nạn đó, là trong suốt gần 3 tuần lễ đó, tụi em chỉ ngủ được một ngày chỉ có 2-3 tiếng là cùng. Và thay vì một nơi mình có thể ở lại mình quay, thời gian mình phải ở lại quay nhiều hơn, thì một ngày như vậy đó, tụi em phải đi 4-5 cái nghĩa trang suốt dọc theo cái bờ biển Mã Lai và Thái Lan, rồi đi qua trại tị nạn Ga Lăng, rồi đi Songkhla này nọ, thì nó cái hành trình nó rất là gian khổ, gian khổ cho đoàn, cả đoàn làm phim. Và em còn nhớ là cái người mà DOP của em là một người Ai Cập và ảnh đạo Hồi, thì trong cái khoảng thời gian đó là Ramadan, là bị fasting đó, không có ăn Đúng uống gì hết từ lúc mà mặt trời, đến mặt trời lặn cả ngày như vậy. Mà anh biết là cái mùa đó ở bên đó rất là nóng, không được uống nước nữa, thì họ phải vác, ảnh phải vác những cái đồ máy móc quay phim là nó rất là nặng nề. Thì em cảm thấy áy náy, bởi vì mình cứ phải muốn đi vào cái dịp thanh minh để mà con đường đi vô cái nghĩa trang, những cái ngôi mộ đó nó dễ dàng hơn cho mình đó. Tại vì khi mà thanh minh thì người ta sẽ, những cái nghĩa trang đó họ sẽ dọn cỏ, thì đó là lý do mà em cảm thấy áy náy với cái người DOP của mình. Và ảnh là một cái người Ai Cập không hề hiểu gì hết tiếng Việt khi mà mình phỏng vấn, nhưng mà khi mà em hỏi đó thì anh chia sẻ là cái nước mắt không có cần ngôn ngữ cũng hiểu được từ những cái giọt nước mắt đúng. đó. Thì em cảm thấy là cả một cái ekip làm phim của em, chỉ có em là người Việt Nam thôi, và cái người art director của em hay là cái người mà cố vấn cho em khi mà viết kịch bản đó, thì duy nhất chỉ có hai người trong đoàn là người Việt Nam,
Thì đó là cái khó khăn về ngôn ngữ, mặc dù là bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chúng tôi đã vượt qua được những khó khăn để mà có thể mang đến cho quý vị một cái tác phẩm nghệ thuật có một cái giá trị về lịch sử cho cộng đồng. Khó khăn thì còn nhiều lắm thưa anh, em còn nhớ là khi mà đến Thái Lan thì những cái tiền mà em phải đi vay mượn tiền để mà em dựng những cái cảnh này. Thì khi mà em trở lại Thái Lan đó, em cái lúc mà trước ngày bấm máy thì em nói là em không đủ tiền, bây giờ phải làm sao? Em mới hỏi cái công ty bên đó thì họ đã bớt cho em rất là nhiều tiền cũng như là họ cho em thiếu tiền nữa. Mặc dù là họ nói là đây là không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Bởi vì họ nếu mà mình không có trả đủ tiền thì họ không có giao phim cho mình. Khi nào mình trả đủ tiền họ mới giao phim. Nhưng mà cái em nhớ cái ngày mà quay phim xong rồi đó, họ giao hết phim cho em. Thì em rất là ngạc nhiên bởi vì em có nói với họ là chờ em về Canada đi rồi em đi vay mượn tiền tiếp rồi em mới trả tiếp cho hết cái nọ, nhưng mà họ giao hết cho em cái phim luôn, thì em cảm thấy rất là bất ngờ. Và kể cả khi mà làm cái phần âm thanh á, cái người mà làm nhạc âm thanh cũng vậy, em cũng không có đủ tiền để làm mà phải cho kịp để mà giao nộp cho chính phủ cũng như là em phải chiếu phim á, thì họ cũng cho em thiếu thiếu nợ, đến bây giờ vẫn còn nợ thưa anh. Nhưng mà bởi vì cái câu chuyện của thuyền nhân của mình nó cảm động quá hay sao đó, mà khi mà người ta xem cái rock khách là người ta giúp mình hết lòng, những cái người mà cộng tác với em họ không phải là người Việt Nam, họ là những người nước ngoài, họ là người Ukraine, họ là người Hà Lan, họ là người Ai Cập, họ là người Đức, họ là người người Nga, nhưng mà họ đã hết lòng ủng trợ cho em làm cái dự án này. Em nghĩ đây là một cái sự may mắn và cái sự gia hộ của những người thân nhân đã mất, họ đã giúp đỡ cho em để mà vượt qua những cái khó khăn. Vâng, cảm ơn Thanh Tâm rất là nhiều, và chúng tôi nghĩ đúng thế. Cái câu chuyện của thuyền nhân phải nói là cái câu chuyện quá thương tâm, và chắc chắn là những ai đụng chạm được những cái kinh nghiệm đó họ sẽ rất là thông cảm, và rất là chia sẻ những cái đau khổ của chúng ta. Chúng tôi nghĩ là cái chuyến đi thăm các trại tị nạn của Thanh Tâm cũng là những cái kinh nghiệm đầy cảm xúc, và chúng tôi xin được chia sẻ và xin được hỏi Thanh Tâm trong cái phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát cho các quảng cáo thương mại, và chúng tôi sẽ trở lại ngay với Thanh Tâm và quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang mạn đàm với đạo diễn Thanh Tâm về kinh nghiệm làm bộ phim Thuyền nhân hành trình 50 năm. Thưa Thanh Tâm và thưa quý vị, từ cái nhìn của nhà làm phim thì chắc chắn như Thanh Tâm vừa chia sẻ là có những chuyến viếng thăm các trại tị nạn tại Đông Nam Á, và trong những chuyến viếng thăm đó thì Thanh Tâm có cái nhận xét và cảm tưởng gì? Xin mời Thanh Tâm. Có một số những trại tị nạn ở tại Thái Lan hay là ở tại Mã Lai thì nó đã hoang tàn hết rồi, không có người chăm sóc. Tuy nhiên ở tại Ga Lăng thì họ đã dựng lên một cái viện bảo tàng thuyền nhân, ở trong đó có rất là nhiều hình ảnh của thuyền nhân, có rất là nhiều những cái đồ vật ngày xưa họ giữ lại, bởi vì nhờ em nghĩ là do ngày xưa tổng thống Indo đã cấp cái mảnh đất đó làm trại tị nạn đó, cho nên là họ đã dựng lại để mà tri ân tổng thống nước Indo. Thì em cảm thấy rất là vui khi mà đến trại tị nạn Ga Lăng. Em nhận thấy là trong cái quyển sách mà họ ghi cái phần mà khách viếng thăm đó thì có rất là nhiều những cái tour từ Việt Nam. Và em nghĩ đó cũng là lý do tại sao mà chính phủ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có những cái chính sách là kêu gọi những cái đoàn dẫn tour đó là đừng có nên dẫn người Việt Nam sang đó để mà du lịch. Và em còn nhớ là lúc đó thì em không có đến được cái trại Palawan bởi vì khi mà cái dịch Covid đó thì mình phải xin phép họ đến mà mình không có được phép đến. Và trở về những cái trại tị nạn đó thì em cảm thấy rất là xúc động khi mà mình viếng những cái ngôi mộ. Những ngôi mộ đã hoang tàn, có những ngôi mộ thì người thân đã cải táng rồi, còn có những ngôi mộ là những ngôi mộ tập thể không có tên gì hết, thì mình cảm thấy rất là xót xa. Khi mà người thân cũng không biết là họ nằm ở đâu, còn những người này thì mãi mãi không có được, em nghĩ là khó rất là siêu thoát. Khi mà mình là người đạo Phật thì mình thấy là những cái chết oan khi mà tức tử như vậy đó, khó có thể mà siêu thoát được. Thì cái ước nguyện của em là em có khấn họ là sau khi mà em làm phim này xong
thì em sẽ quay về những cái nơi đó để mà thắp cho họ nén hương và báo cho họ biết là em đã thực hiện cuốn phim này rồi, đã nói lên cái lời nói, kể cái câu chuyện của họ cho thế giới nghe rồi, và em có thể lập một cái trai đàn chuẩn tế bạc độ để mà cầu siêu cho những cái vong hồn này. Cảm ơn Thanh Tâm đã có những ý tưởng đó. Và thưa quý vị và thưa Thanh Tâm, đây là một cuốn phim cũng chỉ gần 2 tiếng, trong khi một cái hành trình 50 năm như vậy. Thì khi xem lại cuốn phim này, không biết là Thanh Tâm còn muốn nói những cái gì mà chưa được nói trong cuốn phim này hay không? Xin mời Thanh Tâm. Dạ thưa anh, còn rất là nhiều điều muốn nói, nhưng mà em nghĩ là cái phim này nó cũng đã gói ghém khá là đầy đủ. Còn rất là nhiều điểm muốn nói, tại vì anh biết là 1 triệu thuyền nhân thì có hàng triệu câu chuyện đau thương, và những câu chuyện này là có những người họ chưa từng kể nữa. Và em còn biết là có nhiều người lắm, họ đến họ tâm sự với em nhưng mà họ không có muốn kể cái câu chuyện của mình, nhất là những người phụ nữ đã từng bị xâm hại. Có rất là nhiều điều muốn nói nữa, và có nhiều người họ muốn em làm những cái tập 2, tập 3 chẳng hạn, nhưng mà thật sự là trong cộng đồng của chúng ta còn nhiều điều khác để mà làm. Ví dụ như là những câu chuyện về những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã bị ở trong tù đầy chính trị, những cái tù đầy sau cuộc chiến, và những người vợ, những người con của những người quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua những cái điều gì sau cuộc chiến. Chúng ta thấy là nhà cầm quyền Cộng sản đã đối xử rất là tàn nhẫn với họ, những cái chính sách phân biệt đối xử đày đọa những cái người này, thì đó là cái phim tài liệu mà em muốn làm tiếp theo. Thực sự là còn nhiều điều, rất là nhiều điều muốn nói nữa, nhưng mà em nghĩ là để cho những người đạo diễn khác họ 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 làm. Dạ, cảm ơn anh Trọng. Vâng, thưa Thanh Tâm, có một lần là hai anh em có nói chuyện đó, thì Thanh Tâm cũng có cái ý định là làm một cái gì đó cho những người nạn nhân của nạn buôn người, tại vì họ cũng chính là những người, ngoài những người tị nạn, họ cũng chính là những người phải ra đi để đi tìm, có cái mục đích là tìm một cái đời sống khá hơn trong cái đời, trong cái xã hội đầy áp bức, đầy bất công như vậy. Thì là không biết là Thanh Tâm còn giữ cái ý định đó hay không? Dạ thưa anh, kịch bản về nạn buôn người đó em đã viết xong rồi, nhưng mà cái kinh phí nó rất là cao cho một cuốn phim, phải nói là cả triệu đô, thì thật sự là nó ngoài cả cái tầm tay của em, ngoài cái tầm tay với của em, cho nên là cái kịch bản nó vẫn còn đang chờ đợi có nhà đầu tư nào đó để em giúp em làm. Khi mà mình xin chính phủ để làm những cuốn phim á, thì nó phải có liên quan đến chính phủ Canada. Thì cuốn phim tài liệu, cuốn phim mà về cái nạn buôn người này đó thì nó cũng không có liên quan nhiều đó, cho nên là rất là khó để mà xin được cái phần tài trợ của chính phủ. Cho nên là em vẫn cần một cái nhà đầu tư và những nhà đầu tư để có thể giúp em thực hiện cái cuốn phim này. Vâng, thân chúc Thanh Tâm tìm được những cái nhà đầu tư trong tương lai, và đặc biệt là thực hiện được những cái hoài bão của người làm phim. Thưa quý vị, những câu chuyện thật trong giai đoạn lịch sử này là phải nói là những bài học xương máu cho những ai còn quan tâm đến cái vận mệnh và tương lai của đất nước, và hy sinh của những người mà bỏ mình trên cái con đường tìm tự do cần phải được tưởng nhớ. Vì vậy chúng tôi rất là tri ân những cái công việc của những người như đạo diễn Thanh Tâm, và những hy vọng là những cái tang thương này một lần nữa không còn tái diễn nữa trong cái lịch sử của đất nước chúng ta, và cái nguyên nhân làm ra cái sự tang thương này cần phải được vĩnh viễn xóa bỏ. Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ cô Thanh Tâm và xin thân chúc Thanh Tâm đạt được những thành công tốt đẹp trong tương lai. Xin kính chào quý vị và chào Thanh Tâm. Cảm ơn anh Trọng đã cho em cơ hội để tâm tình cùng với khán giả trên đài truyền hình SBTN và trong cái chương trình diễn đàn chính luận này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.